Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Giờ đây thì chúng ta cùng nhau mở lời Chúa ở trong sách Tin Lành Mát. Đoạn 4, câu số 26-29. Đây là phần kinh thánh mà tôi chia sẻ ngày hôm nay. Tin Lành Mát, đoạn 4, câu 26-29. Dạ, xin Hội Thánh chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này, 4 câu kinh thánh này. Xin bắt đầu. Ngài lại phán rằng, nước Đức Chúa Trời cũng giống như một người vải giống xuống đất. Người ngủ hay dậy, đêm và ngày giống cứ nảy trồi mọc lên mà người không biết thể nào. Vì đất tự sanh ra hoa lời, ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hộp. Khi hộp đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã đến. Dạ, xin cảm ơn Hội Thánh. Chủ đề tôi chia sẻ với bà chị em buổi sáng hôm nay đó là quyền năng phát triển của nước trời. Chúng ta liên tục đã được nghe ít nhất là trên 10 bài giảng về dụ ngôn về nước trời. Và mỗi một cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu dạy thì Ngài muốn cho chúng ta nhìn thấy một cái khía cạnh để làm sao để chúng ta được phát triển. Chúa nói rằng nước trời giống như. Nước trời giống như có nghĩa là Chúa dùng lấy cái hình ảnh ngay ở trên đất, những cái gì nó xảy ra ở trên đất thì nước của Đức Chúa Trời cũng hành động ở trong chúng ta là người tin Chúa vậy. Khi nói về nước trời thì lúc đầu dân Israel họ hiểu rằng đó là một nơi chốn. Họ nghĩ đó là một cái địa danh, họ nghĩ nó là có một cái biên giới. Cho nên những người Pharisee hỏi Chúa rằng là nước trời chừng nào đến. Ở trong Luca chương 17 câu 20 và câu 21. Đây là cái cách mà người Pharisee hỏi Chúa. Nước Đức Chúa Trời chừng nào đến? Thì Ngài đáp rằng nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng. Và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Đã rất là lâu rồi chúng ta đã hiểu nhầm về cái từ nước Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ là nước trời đó là một cái địa danh, đó là một cái vương quốc, đó là một nơi chốn. Nhưng nếu nói là một địa danh, một vương quốc, một nơi chốn thì tôi bà chị em sẽ chưa nhận được nước trời, phải không? Vì chúng ta đang còn ở trên đất. Nhưng mà nước trời không phải là địa danh, cũng không phải là nơi chốn. Đây không phải là chính ai đó để định nghĩa, nhưng mà chính Chúa Giêsu Ngài giải thích cho chúng ta. Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, không phải là ở đây hay là ở đó. Nhưng Chúa nói nước Đức Chúa Trời ở tận trong lòng của các người. Như vậy làm sao chúng ta biết được nước trời ở trong lòng chúng ta? Trong sách Ma-thi-ơ chương 12 câu 28 thì khi Chúa Giê-xu ngày đuổi quỷ thì những người Pha-ri-si và thông giáo hội nói với Chúa rằng là người này nhờ Ben-e-se-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ. Thì Chúa Giê-xu phủ nhận với họ. Chúa Giê-xu nói nếu như ta nhờ Ben-e-se-bun mà trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đến tận các ngươi rồi. Nếu như nhờ Ben-e-se-bun mà trừ quỷ thì quỷ nó trừ được quỷ. Nhưng mà nếu ta cậy thánh linh của trời mà đuổi quỷ thì nước Đức Chúa Trời ở tận các ngươi, ở trong các ngươi. Như vậy, nước Đức Chúa Trời không phải là nơi chốn, nước Đức Chúa Trời không phải là một địa danh. Nhưng từ nước Đức Chúa Trời trong nguyên nghĩa của tiếng Hy Lạp có nghĩa là nền tảng của quyền phép, sự cai trị tối cao và thuộc về hoàng gia. Điều này có nghĩa là gì? Bất cứ một ai tin Chúa Giê-xu thì nước trời bắt đầu hành động trong lòng của người đó. Ở trong sách Galati chương 4 câu số 6. Galati chương 4 câu 6. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai thánh linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng A-ba cha. Câu 7, dường ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Như vậy căn cứ theo lời Chúa, khi chúng ta tin nhận Chúa thì Đức Chúa Trời Ngài đặt thánh linh của Ngài vào trong chúng ta. Và Chúa Giê-xu nói nếu ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ thì nước Đức Chúa Trời đến tận các người. Vậy khi tôi bà chị em tin Chúa thì Đức Chúa Trời đặt thánh linh của Ngài vào trong chúng ta. Vậy thì trong chúng ta có nước Chúa Trời không ạ? Và nước Đức Chúa Trời bắt đầu hành động ở trong lòng của người tin. Chúng ta hôm nay tôi chia sẻ với bà chị em cái chủ đề này để bà chị em sẽ chú ý
về nước trời đang hành động trong chúng ta. Và chúng ta có thể nhìn lại chỉ một khoảnh khắc, thí dụ như một tuần, hai tuần hoặc một tháng, hai tháng trước đây, và so với bây giờ chúng ta sẽ thấy có một sự khác biệt, vì cái nước trời đang ở trong tôi và quý ông bà chị em. Nước trời là nói về nền tảng của mọi quyền phép, quyền cai trị tối cao và thuộc về hoàng gia. Có nghĩa là một người khi tin nhận Chúa thì chúng ta có Thánh Linh nước trời được ấn chứng bên trong. Chúng ta được kể là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta được kể là thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Dù chúng ta đang ở trên đất, dù chúng ta ở Việt Nam hay mà ở bất cứ nơi nào, nhưng khi tin nhận Chúa thì ông bà anh chị em được dời từ tối tăm qua sáng láng, từ vương quốc của Satan đến vương quốc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta không còn ở dưới quyền của ma quỷ nữa, mặc dù chúng ta vẫn còn ở trên thế gian. Kinh Thánh nói rằng tất cả thế gian này phục dưới quyền ma quỷ, nhưng chúng ta thuộc về con cái Đức Chúa Trời. Cho nên ai trong tôi bà chị em đã mở lòng ra và nói rằng Chúa Giêsu ơi, con tin Ngài làm cứu Chúa của con, thì 100% lòng của tôi bà chị em đều có nước Đức Chúa Trời ở bên trong. Amen bà chị em. Chúng ta tin điều này thì bắt đầu chúng ta thấy quyền năng của Đức Trời bắt đầu hành động trong đời sống của chúng ta. Rồi bây giờ ở đây Chúa ví một cái phương cách về nước Đức Trời đang hành động, giống như là một người kia vải giống xuống dưới đất. Nó giống như là một người vải giống xuống đất. Ở đây một số ông bà chị em ở Sài Gòn thì chắc là chưa có thể, chưa thấy một lần nào người ta vải giống xuống đất, phải không? Ai đã từng thấy người ta gieo giống rồi? Rồi cảm ơn ông bà chị em. Khi một người gieo giống xuống đất thì chúng ta sẽ thấy làm gì? Chúng ta có ngồi ở đó để chúng ta chờ cái hạt lúa, hạt giống đó nó nảy mầm không? Hay là chúng ta rải xuống sông rồi chúng ta làm gì? Rải xuống ruộng xong rồi chúng ta làm gì? Đi về làm gì? Tắm rửa, ngủ. Qua ngày hôm sau bước ra nhìn thấy cái tấm ruộng, wow, nó nứt lên một loạt đoạn như vậy rồi. Rồi chúng ta làm gì nữa? Trở về, ngủ. Và ngày sau chúng ta lại đến và thấy nó lên một đoạn nữa. Cho dẫu ông bà chị em có ngồi đó nhìn nó, có kêu nó lớn lên đi, lớn lên đi, lớn lên đi, thì nó cũng không lớn lên nhanh hơn là chúng ta trở về chúng ta ngủ. Cho nên trách nhiệm của chúng ta làm gì? Chúng ta phải gieo. Nếu chúng ta không gieo sẽ không có hạt giống đó. Vậy thì gieo ở đâu? Nếu nước trời giống như một cưa, người kia làm gì? Vải giống xuống đất. Gieo phải gieo vào trong đất thì cái hạt giống nó nảy mầm. Nguyên tắc của đất là gì? Chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 11, vui lòng chiếu máy giúp để chúng ta cùng nhau đọc. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 11. Chúng ta cùng đọc. Đức Chúa Trời lại phán rằng: đất phải xanh cây cỏ, cỏ kết hạt giống, cây kết trái theo tùy theo loại mà có hột trong mình trên đất thì có như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng là Chúa mạng lệnh cho đất là phải làm gì? Xanh cây cỏ. Thật ra thì cái cỏ này nè, nó không nói về cỏ dại, nó không nói về trong gai, nó không nói về cái tật lê, nó không nói về những cái gọi là những cái cỏ nó không có giá trị. Bản thân của đất là phải xanh cây cỏ, đó là mạng lệnh của Chúa. Và ở trong Eden thì Chúa đã kêu Adam Eva phải trồng những cái cây xanh tốt và giữ cái cây đó, giữ cái vườn đó, để ông và bà hưởng được những cái phước hạnh từng những cái cây gieo trồng đó. Nhưng sau khi phạm tội thì sao? Điều gì xảy ra? Chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 18. Sau khi phạm tội, Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 18, chúng ta cùng đọc. Đất sẽ xanh trong gai và cây tật lê, và người ta sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ở đây có ai biết cái cây tật lê là cái gì không? Nhưng mà trong gai thì chúng ta biết phải không ạ? Tức là nó là những cái giống cây mà nó đem lại cái sự tàn phá hơn là nó đem lại cái ích lợi. Lý do điều gì mà nó bị như vậy? Đó là do Adam phạm tội. Chúa nói như thế nào? Câu 17:
Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải có chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Cho nên là đất sanh trong gai và cây tật lê. Như vậy chúng ta thấy khác biệt giữa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 11 và Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 18. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 11 là đất sanh cây cỏ, và tất cả cây cỏ đó có kết hợp ở trong mình tùy theo loại. Tức là đây là những cái loại cây nó có giá trị, đem lại cái phước, đem lại cái tốt lành cho sức khỏe, cho cái cuộc sống của chúng ta. Ban đầu Đức Trời cho con người là ăn trái cây chứ không có ăn thịt. Đúng không ạ? Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16-17 là Đức Chúa Trời cho con người trồng và giữ vườn, rồi sau đó thì con người ăn được tất cả các trái cây trong vườn. Ngày hôm nay người ta nghiên cứu, người ta thấy trái cây nó rất là nhiều vitamin bổ. Thậm chí có người ăn trái cây xong vẫn sống bình thường, vẫn khỏe mạnh bình thường. Và khi Adam phạm tội thì Chúa nói là gì? Phải ăn thêm rau của đồng ruộng. Cho đến Tháp Ba Bên thì ăn cái gì ạ? Sau sẽ nói sau khi nước lụt xong thì con người ăn gì ạ? Con người bắt đầu ăn thịt. Tới Tháp Ba Bên là Chúa nói là tất cả những cái loài vật nào mà sống động các ngươi có thể dùng nó để làm thịt, tức là ăn protein. Như vậy thì có ba cái bước. Thứ nhất là Chúa cho ăn vitamin. Thứ hai là ăn rau. Và thứ ba đó là ăn protein. Và thật sự thì ăn thịt không phải là một phương cách tốt nhất, đúng không? Do con người phạm tội cho nên con người phải làm vất vả, mà làm vất vả phải cần có protein. Còn cái người thí dụ người ta làm ít á, thì người ta không cần ăn protein nhiều. Người ta chỉ cần ăn vitamin là đủ. Ví dụ ăn trái cây, có những người tôi thấy những cô gái ăn trái cây là đủ. Ăn tất cả các loại trái cây hoặc là ăn rau. Ăn thực là ăn thực dưỡng và cảm thấy sức khỏe rất là tốt. Nhưng điều này không phải là hôm nay tôi trở thành một nhà tư vấn để ăn trái cây, ăn uống. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được ở đây để chúng ta bắt đầu chúng ta xem xét về cái sự phát triển của nước trời ở trong đời sống chúng ta là dường nào. Như vậy nguyên tắc của đất là gì? Đất là sanh cây cỏ. Nó sẽ tiếp nhận hạt giống và nó sẽ phát triển thành cây. Cho nên chúng ta phải chọn hạt giống trước khi gieo. Anh chị em gieo vào đất cái gì, hạt giống gì, thì đất sẽ sanh ra cái cây đó và kết thành hột và người ta sẽ tra lưỡi hái vào. Vậy thì bản chất của đất là đón nhận hạt giống và phát triển. Nếu chúng ta không gieo hạt giống thì ông bà chị em nghĩ nó đất sẽ sanh cái gì ạ? Sanh trong gai và cây tật lê. Con người chúng ta ra từ gì? Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người và hà sanh khí vào lỗ mũi, thì con người trở nên một loài sanh linh. Cho nên con người của chúng ta, thân thể này đó là đất. Chúng ta tiếp nhận hạt giống bằng cách là thấy và nghe, hoặc là chúng ta nói. Thì cái lỗ tai chúng ta là người tiếp nhận. Lời nói là hạt giống để đi vào trong chúng ta và chúng ta tiếp nhận nó. Nó sẽ phát triển ở trong chúng ta. Cho nên vì sao Chúa kêu là gì? Nước trời phải giống như một người vải giống xuống đất. Điều này chúng ta thấy là Satan nó cũng là kẻ rất là tranh thủ để nó gieo những hạt giống không tốt vào trong chúng ta. Một ngày ông bà chị em và tôi, chúng ta nghe tin dữ nhiều hơn tin tốt. Có phải không? Và chúng ta sẽ thấy cái nguyên tắc hoạt động của cái hạt giống. Khi ông bà chị em nghe một cái tin dữ gì đó thì lập tức trong lòng chúng ta có một cái phản ứng lại nó. Đúng không ạ? Thôi bây giờ chúng ta quay qua bên cạnh, chúng ta nhìn cái chúng ta nói rằng là bữa nay xinh đẹp quá. Có ai xinh đẹp quá mà cái mặt chầm dầm? Nếu mà vợ nói rằng anh này đẹp trai quá thì sao ạ? Wow, cảm thấy rất là thích phải không ạ? Và nếu người chồng mà khen vợ, ồ em thật là tuyệt vời, thì nó còn cái gì bằng nữa phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng cái phản ứng của cái hạt giống ngay tức khắc nó có kết quả liền không ạ? Rồi quay qua cái mặt, nhìn cái mặt gì nhìn như bóng bao chiều vậy. Chịu không ạ? Là chúng ta không chịu. Ôi sao hôm nay xấu quá vậy? Hôm nay sao cái mặt xấu nhìn mặt nhăn nhó quá vậy? Chúng ta không chịu. Chúng ta lập tức phản ứng liền. Mà tôi công nhận rằng là cái đất của chúng ta nó phản ứng nhanh hơn là cái đất ở quê của mình phải không ạ? Nhiều khi mình phải gieo hạt lúa tới 3 tháng sau mình mới gặt được. Nhưng mà đôi khi có những cái chúng ta gieo cái chúng ta gặt ngay liền thì cắt liền.
Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Satan luôn luôn tranh thủ để gieo trên cái mảnh đất lòng của chúng ta. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3 đến câu 5, Satan đã gieo những cái sự nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời trên Eva. Và Eva đón nhận nó, và cuối cùng là gì? Là Eva đã làm theo những gì Satan nói. Tôi nói với bà chị em, ai mà thích coi TikTok ha, TikTok nhiều đó, là thế nào chúng ta cũng sẽ làm theo TikTok, đúng không ạ? Hoặc là gì, chúng ta coi quảng cáo nhiều á, tự nhiên mình không có nhu cầu để mua cái đó, nhưng mà nó quảng cáo nó cái này, nó là bắt đầu chúng ta bấm hồi, chúng ta coi hồi click vô cái đặt mua, nhưng mà mình chưa có tiền ở trong túi nữa. Cái điều đó nó phản ứng chính cái thân thể của chúng ta, nó phản ứng về những cái gì mà chúng ta nhận từ bên ngoài vào. Vì vậy mà chúng ta phải biết chọn lựa cái hạt giống để chúng ta gieo. Tại sao Satan nó lại muốn gieo những cái điều sai trật vào trong lòng tôi và bà chị em? Nó muốn gieo những cái sự nghi ngờ, những cái điều không tốt. Bởi vì cái nó gieo, khi chúng ta vi phạm thì lòng chúng ta trở nên cứng cỏi. Hebrew đoạn 3 câu 13 nói rằng là loài người phạm tội và chính cái sự dỗ dành của tội lỗi đó khiến cho cái lòng của người ta trở nên cứng. Lúc đầu lòng chúng ta mềm lắm, chúng ta nghe, chúng ta đón nhận, nhưng mà đến lúc chúng ta đóng lòng rồi thì không có ai nói chúng ta nghe hết. Chúng ta thấy ngày hôm nay có rất nhiều cái điều mà giữa có những người nữ mà họ bị lúc đầu họ nghe, họ mở lòng, họ nghe nhưng mà bị lừa hết, lừa này đến lừa kia, lừa nọ, cuối cùng là gì? Người ta đóng lòng, người ta không mở nữa. Có phải không các cô? Thí dụ như ai đó là bị mà người ta lừa tình, bắt đầu đóng lòng luôn, không nghe luôn, không tin nữa, hết tin về tình yêu rồi. Mấy ông nào cũng vậy hết trơn á, mặc dầu có ông kế bên rất là dễ thương. Rồi có những điều mà chúng ta cứ làm hoài, chúng ta không có tạo niềm tin thì làm sao người ta tin được, phải không ạ? Vừa rồi tôi có đăng ở trên không phải TikTok mà là Zalo, thì bởi vì tôi thấy cái điều này nó cũng khá là hay, cho nên tôi mới đăng một cái tin, đó là cấu tạo niềm tin. Làm sao để cấu tạo niềm tin? Có ba điều. Thứ nhất là ý chí trả nợ, thứ hai đó là năng lực trả nợ, và thứ ba là kế hoạch trả nợ. Bây giờ muốn tạo niềm tin cho người khác thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải giữ cái chữ tín, phải không? Cho tôi có thể cho nhiều, nhưng mà mượn ít cũng phải trả. Thí dụ bây giờ tôi chỉ cho mượn 100.000 thôi, thì 100.000 nó phải trả, mà thậm chí tôi có thể cho đi 1.000.000. Bao nhiêu người đồng ý với tôi điều này ạ? Chúa nói kẻ ác là mượn không trả, nhưng người công bình làm ơn và ban cho. Ủa tại sao chúng ta lại chọn mình đứng vào trong kẻ ác vậy? Nhưng mà người công bình làm ơn và ban cho. Cho nên tôi mới nói là ở đây, thật ra thì tôi cũng đọc trên mạng và thấy nó cũng hay. Và tôi nói ví như vậy, nghĩa là để tạo niềm tin là chúng ta phải có cái ý chí. Tôi quyết tâm trả nợ, bữa nay tôi không trả được, ngày mai tôi trả, ngày mai không được thì tháng sau tôi trả, tháng sau không được thì còn năm sau tôi trả. Có nghĩa là tôi cũng phải trả nợ. Tôi phải có cái năng lực để trả nợ. Có nghĩa ví dụ như tôi mượn là số tiền đó thì tôi phải biết rằng là tôi có khả năng để trả. Chứ còn không, nếu mà tôi mượn mà tôi không khả năng trả thì có nghĩa là gì? Là ngay khi tôi mượn là tôi đã có ý định là gì? Không trả rồi, đúng không? Mà cái điều thứ ba là gì? Tôi phải lên kế hoạch để trả nợ. Thí dụ như trả nợ một lần không được, tôi phải trả nợ nhiều lần. Có mình không đủ tiền để có 500-600 triệu để mua chiếc xe, thì bây giờ mình có thể trả một cái số tiền để làm tin. Rồi cứ mỗi tháng đúng với cái ngày đó, mình trả nợ như vậy đó, thì mình tạo một cái niềm tin. Cũng vậy thưa anh chị em, để có thể kết quả cho vương quốc của Chúa ở trong chúng ta, thì chúng ta cũng phải bắt đầu tập để gieo trồng những cái lời tốt đẹp ở trong lòng. Vợ gieo trồng những lời tốt đẹp về chồng, chồng gieo trồng những điều tốt đẹp về vợ, và anh chị em chúng ta bắt đầu gieo trồng những cái điều tốt ở trong tâm trí của nhau, để rồi chúng ta tin vào điều đó, xây dựng lòng tin cho đời sống chúng ta, và chính chúng ta sẽ có cái sự phát triển ở trong. Bây giờ chúng ta đem đến cái điều thứ ba, nói về cái nguyên tắc phát triển. Bản thân của một người gieo không thể làm cho hạt giống nảy mầm hoặc là lớn lên. Chúng ta có trách nhiệm để gieo, nhưng mà việc làm cho lớn lên thì không phải do chúng ta. Chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3, từ câu 1, Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 từ câu 6 cho đến câu số 8.
Từ câu 6 đến câu 8. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Như vậy Apollo trồng, Phao-lô tưới, nhưng ai làm cho lớn lên mà chị em? Chúa làm cho lớn lên. Ví dụ buổi sáng hôm nay tôi đang gieo trồng lời Đức Trời trên anh bà chị em. Và khi bà chị em tiếp nhận lời Chúa thì lời Chúa đã vào ông bà chị em. Nhưng mà ông bà chị em cần chú ý một điều là chúng ta xem có cái lời đó nó còn ở trong lòng của mình hay không cả. Anh chị em đã từng nghe cái bài giảng về bốn loại đất rồi phải không ạ? Có loại thì rơi dọc đường, chim trời đến ăn hết. Rơi dọc đường có nghĩa là cái lòng nó bị chai rồi, bị người ta giẫm đạp rồi, bị người ta lừa rồi, cho nên nhiều lần không còn niềm tin nữa. Cho nên dẫu cho cái điều hạt giống có tốt cỡ nào chăng nữa mà gieo vào thì sao? Nó sẽ tiêu hết, chim trời nó ăn hết. Bởi vì nó không có thể nào bám được vào trong đất. Và đối với mảnh đất này thì chúng ta cần cầu nguyện để chúc cho mảnh đất đó, tưới nước để chi đến cho cái mảnh đất nó đã trở nên tươi xốp trở lại, thì lúc bây giờ chúng ta mới gieo được. Một lúc nào đó anh chị em có mất niềm tin với một ai đó, cũng đừng vội đóng lòng. Đây là cái quyết định của ông bà chị em. Chúng ta quyết định không đóng lòng, nhưng chúng ta quyết định để lắng nghe. Để chi vậy? Đôi khi trong nhiều cái điều mà chúng ta làm đó, nhiều cái điều người ta nói đó, có những điều mà người ta làm mất lòng tin, nhưng cũng có những điều là người ta chân thành với chúng ta để niềm tin được phát triển. Vậy thì tôi xin hỏi các cô, giả sử các cô bị thất bại về tình cảm, thế thì các cô nghĩ rằng là tất cả các ông đều sai hết phải không? Ai dạ chứ. Vậy thì trong chúng ta có những người nam tốt không? Vì cái cô nói rằng là không có ông nào tốt hết trơn á. Vậy thì về phía chúng tôi cũng nói sao? Không có bà nào tốt hết trơn á. Được không ạ? Hỏi như vậy vô hình chung là gì? Chúng ta nói rằng là không có ông nào tốt, không có bà nào tốt, không có ông nào tốt, không có bà nào tốt. Và cuối cùng là gì? Hai bên đều nghĩ rằng không có ông nào tốt, không có bà nào tốt. Nhưng mà cuối cùng cũng dính ông, cũng dính bà. Thật ra không phải tất cả đều là xấu, mà cũng không hoàn toàn là tốt. Nhưng nếu chúng ta cho cơ hội thì chúng ta sẽ thấy rằng người đó có thể được gieo trồng trở lại và nước Đức Chúa Trời bắt đầu phát triển lên trong chúng ta. Cho nên chúng ta thấy chúng ta không có khả năng để làm cho hạt giống lớn lên. Ông bà chị em nói đi. Tôi không có khả năng làm cho hạt giống lớn lên, nhưng tôi có trách nhiệm để gieo hạt giống. Mấy ông bà chị em chọn hạt giống nào đây? Dạ. Nhưng mà trên thực tế chúng ta nói bao nhiêu lời tốt một ngày? Ít quá. Chứ lời tốt nó nằm có thể là lời trong lời Chúa. Và lời tốt đôi khi nó những cái ý tưởng tốt để chúng ta nghĩ về một ai đó và chúng ta cầu nguyện cho họ. Chúng ta gieo trồng cái lời tốt đó. Cho nên phải cẩn thận về việc mà chúng ta chọn hạt giống để chúng ta gieo. Ông bà chị em cứ nghĩ rằng lời nói gió thoảng, nhưng không. Chúng ta xem ở trong sách Truyền Đạo. Đoạn 10 câu 20. Truyền Đạo đoạn 10 câu 20. Chúng ta đọc chung với nhau. Dầu trong tư tưởng ngươi cũng chớ nguyền rủa vua, dầu trong phòng ngủ ngươi cũng chớ rủa xả kẻ giàu, vì chim trời sẽ đồn ra tiếng ngươi và loài có cánh sẽ thuộc việc ra. Cho nên ngay trong phòng ngủ cũng đừng có nguyền rủa. Đừng có, xin lỗi, trong tư tưởng cũng đừng có nguyền rủa vua, và trong phòng ngủ cũng đừng có nguyền rủa kẻ giàu có, bởi vì chim trời sẽ đồn tiếng ngươi và loài có cánh sẽ thuộc việc ra. Chim trời là ai anh bà chị em? Hình ảnh về ai? Đó là hình ảnh về ma quỷ. Nó sẽ đồn cái việc đó ra. Khi một cái lời mà đã nói ra từ miệng của chúng ta rồi, chúng ta có dự kiến cỡ nào đi chăng nữa, thì cái lời đó nó cũng sẽ đến tai của người nghe. Nhưng nó trải qua nhiều giai đoạn để nghe, khi đến cái người nghe thì nó hoàn toàn khác anh chị em. Một
có thể ra mấy? 30, 60, 100. Tôi có những cái cảm nhận trong thuộc linh rất là rõ. Ví dụ như một ai đó họ có nói xấu về tôi hay là gì đó. Thứ nhất, trước trước tôi không có định tội họ. Nhưng mà trong thuộc linh tôi có cảm nhận một điều rằng người này đang có những cái lời nói nghịch lại trên tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tại vì tôi có thuẫn của đức tin và tôi có chiếc áo giáp của sự công bình. Tôi có mão của sự cứu chuộc của Chúa. Để chi? Để phá đổ và cũng như là bảo vệ cái tâm trí của tôi, để không cho những cái hạt giống hư xấu đó nó đi vào trong tâm trí của mình. Anh chị em cần quyết định loại bỏ nó ra ngay. Giả sử như một ai đó, chúng ta nghe một người nói, à cái ông kia nói xấu chị, đó là hạt, đó là gieo. Vậy thì cách mà chúng ta chọn lựa là gì? Đẩy cái hạt giống không tốt đó, nhổ nó ngay ra khỏi tâm trí của chúng ta. Anh em đừng để đó bắt đầu suy nghĩ, tối suy nghĩ, cái nằm đêm suy nghĩ rồi bắt đầu chúng ta nói, ồ, bắt đầu tôi không xứng đáng, rồi bắt đầu cái người đó nghĩ vậy mà người đó tại sao là sao? Có những khi ma quỷ nó lại dựng những cái câu chuyện để rồi cuối cùng là thấy vì ông bà chị em đang học với Chúa quá tốt, thấy ông bà chị em có mối liên hệ rất là mật thiết, yêu thương, bắt đầu nó gieo cái sự chia rẽ trong khi chúng ta chưa kiểm chứng. Cho nên cái điều đó cũng là cách mà chúng ta phải chọn lựa để ngăn không cho những hạt giống xấu để nó gieo vào trong lòng chúng ta. Vì đó là nguyên tắc của hạt giống phát triển. Cho nên căn cứ như ở trong Colossae, xin lỗi, Côrintô nhất đoạn 3 câu 6 đến câu 8. Apollo trồng, Phaolô trồng, Apollo tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Người trồng cả tưới đều không ra chi, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Nói một cách khác, khi chúng ta gieo thì bắt đầu hạt giống nó sẽ mập. Cảm ơn Chúa, hồi nãy cô Liên đã làm chứng về cái người mà hồi trước bây giờ ở, cô ở gần. Bây giờ cô bán nhà, hồi trước ở gần thì đôi khi người ta không quan tâm gì hết. Nhưng bây giờ cô bắt đầu cô dọn đi thì người ta mới quan tâm. Tại vì sao? Trước đây ở gần thấy hai ông bà này hiền, không có làm hại ai hết. Nhưng bây giờ người ta quan tâm, ô chị ơi, chị đi ở đây thấy nó trống vắng một cái gì đó. Nhưng mà thực tế trong những ngày tháng đó cô và chú cũng đã từng gieo ở đó phải không? Gieo người ta mới nhìn thấy được đây là những con người này có một cái tố chất đặc biệt. Đôi khi chúng ta không gieo bằng lời nói, không gieo bằng những cái hành động, nhưng mà chúng ta gieo bằng cái lối sống để người ta có thể nhìn thấy. Và hạt giống bắt đầu nó cứ nảy mầm, nó cứ lớn lên, nó cứ nảy mầm, nó cứ lớn lên. Và cái nguyên tắc hạt giống tiếp theo là gì anh chị em? Hạt giống, lúc đầu là hạt giống, sau tới là cây, rồi tới bông, rồi nó kết thành hạt, rồi cuối cùng là mùa gặt hái. Như vậy nó có một tiến trình. À, người ta vải giống, rồi bắt đầu nó lên cây, cây bắt đầu nó có bông, bông nó kết thành hạt, rồi người ta bắt đầu tra lời hái, mùa gặt đến. Mùa gặt luôn luôn là nhiều hơn gieo. Ông bà chị em có muốn cỡ nào đi chăng nữa, có hạn chế cỡ nào, thì cái mùa gặt luôn luôn là hơn gieo. Cho nên chúng ta bắt đầu gieo là quyết định gieo những cái điều tốt thì chúng ta sẽ gặt điều tốt. Vậy thì chúng ta chọn gieo cái gì đây? Ở trong sách Galati chương 6 câu 8, gieo cho xác thịt thì gặt hư nát, nhưng gieo cho thánh linh thì gặt sự sống đời đời. Vậy thì thế nào là gieo cho thánh linh? Gieo cho thánh linh đó là những gì mà thánh linh ưa thích thì chúng ta gieo. Trước khi ông bà chị em làm một việc gì đó, thánh linh đều nhắc chúng ta trước khi chúng ta làm. Vậy thì chúng ta có quyết định để dừng lại, để chúng ta không gieo cái hạt giống đó, hay là chúng ta gieo rồi, rồi chúng ta sẽ gặt. Thánh linh của Đức Trời đặt ở trong lòng chúng ta giống như là một điều cảnh báo, luôn luôn cảnh báo trước tôi ông bà chị em. Ai trong chúng ta đã từng xài máy tính, chúng ta trước đây có sử dụng máy tính, thì chúng ta có cái phần mềm gọi là phần mềm diệt virus. À, tôi nhớ rằng tôi máy tính tôi trước đây bị hay bị treo là tại vì tôi không biết. Là tôi dùng cái USB đi ra ngoài, mình muốn đi ra ngoài in mà mình không có máy in. Đi ra mình in cho mình, gắn cái USB vô, cái mình mở cái tập tin lên. Rồi xong cuối cùng mình cũng tắt. Xong trở về lại đưa vô máy tính mình, đưa vô cái máy tính mình nó nói virus, Z or no, mà toàn là tiếng Anh không mình không biết, mình nói Z. Thế là virus nó đi vô luôn. Và bắt đầu cái máy làm gì? Nó treo, nó đơ. Cuối cùng là phải đi format lại, phải cài lại, và tôi tốn rất nhiều tiền bản này đó. Sau này tôi mới biết, à như vậy mình sẽ làm một cái chế độ gọi là cảnh báo tự động.
hay là diệt tự động luôn. Có nghĩa là khi mình đưa cái USB lạ vô, ông bà chị em 100% nếu chúng ta ra ngoài máy ở ngoài tiệm ha, anh em chỉ cần đưa USB vào trong cái máy tính mà chúng ta tải bất cứ một cái gì vào là nó đã nhiễm virus vào đó rồi. Cho nên tôi mới đặt cái chế độ gọi là diệt tự động. Khi đưa USB vô thì máy nó tự phát hiện có virus, nó diệt luôn. Và virus không thể nào vào trong máy tính của tôi. Và kể từ đó máy tính của tôi an toàn, không còn bị virus nữa. Anh chị em đã từng diệt virus tội lỗi nhiều lần trong một tuần lễ chưa? Có không ạ? Cho nên có nhiều người ăn năn hoài nhưng mà nó không hết. Đó là diệt virus hoài mà nó không hết. Bây giờ anh chị em hãy đặt chế độ là gì? Diệt tự động. Được không ạ? Diệt tự động có nghĩa là Thánh Linh của Chúa nhắc cho chúng ta cái diệt liền, đẩy ra liền, không chấp nhận cho nó vô. Vì khi chúng ta chấp nhận những virus tội lỗi đó đi vào thì bắt đầu chúng ta suy nghĩ, chúng ta tiếp nhận nó, nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng nó. À, có một cái trường hợp nó xảy ra như thế này. Một cái còn toàn là trong Chúa không nha. À, lưu ý cái trong Chúa chỗ này nè. Trong Chúa, cái cô này tự nhiên cô thấy cái anh này đẹp trai mà anh này là dị kiều nữa. Mà cô này chưa chồng. Thế cô ngồi trong cái phòng học chung với nhau, cô mới chat riêng. Anh ơi, Chúa phán với em, anh là chồng của em. Mà ông kia đã có vợ rồi. Đức Thánh Linh phán cho em, anh là chồng của em. À, anh chị em thấy cái này gieo cái này bộ đặc biệt quá ha. Cái ông kia có vợ rồi, nhưng mà cái cô này thì rất trẻ, đẹp, dễ thương. Cho nên ông bắt đầu ông bồi hồi bồi hồi hết trơn. Tự nhiên có một cô đẹp dễ thương nói chú phán, mà nghe chú phán là sợ rồi. Thế là anh mới âm thầm không nói gì cả, vẫn nói qua nói lại nói qua nói lại. Thì cô kia nói rằng là Thánh Linh phán với em, anh là chồng của em. Cuối cùng là mới nói với tôi, nói mục sư ơi, bây giờ cái chuyện này anh cái người tên đó mà tôi cũng chưa biết là như thế nào nữa, mà người đó nói rằng là chú phán tôi là chồng của cô đó. Tự nhiên là bây giờ tôi không ngủ được luôn. Vì virus nó vô rồi. Tôi mới lập tức tôi nói rằng là cái đó là thần cảm giả mạo. Là tại vì Thánh Linh không bao giờ phán trượt. Làm sao cái người kia có vợ rồi mà Thánh Linh phán là cô này là anh là chồng của em được. Đúng không ạ? Thí dụ như cổ nhắn riêng cho thầy Quân đó là anh là chồng của em thì còn tin. Tại vì anh chàng này chưa vợ. Yeah, độc thân vui tính. Nhưng mà người ta nói là gì? Chúa Thánh Linh phán. Chúng ta nghe chúng ta rung không? À, nếu như mình có gọi là auto delete thì sao? À, nhận nhận Chúa Giêsu lui là nó ra khỏi liền. Nó ra khỏi tâm trí, không có nuôi dưỡng thêm một chút nào nữa. Có lần kia tôi đi giải cứu đủ quỷ, lúc đó vợ tôi cũng mới sanh mình tiến. Thì có em này mới có 17 tuổi à. Mà một cái cô nữa, cô kia lớn tuổi, cô dẫn tôi đến để cầu nguyện tin cho cô này tin Chúa và cầu nguyện giải cứu. Thì tôi mới vừa bước tới thôi, cô nhìn tôi cười một cái nụ cười rất là thầy, em yêu thầy, lại ôm tôi. Xin lỗi em, bữa nay mới nói ra. tôi nói vợ tôi biết hết cái điều đó. Thì tôi mới chụp cái tay cô đó, tôi kéo ra và tôi đặt tay lên đầu tôi, nói nhân danh Chúa Jesus Christ lui. Cái quay nhìn cười một cái giả mang một cái nữa. Không được thì thôi. Thật ra có phải là cô đó không? Không. Đó là một cái kẻ, nó muốn làm cho cái virus đi vào trong người này và người này không thể nào đuổi quỷ giải cứu cho người đó được. Cho nên nó rất là tinh vi. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta cần hết sức cẩn thận về điều này. Bây giờ tôi trở lại cái nguyên tắc chung của nước trời. Ở đây Chúa Giêsu nói rằng nước Đức Chúa Trời giống như là một cái người kia vải giống xuống, người ngủ hay thức đêm và ngày thì giống cứ nảy trồi mọc lên mà người không biết thể nào. Khi chúng ta bắt đầu tập chú vào nước Đức Chúa Trời, chúng ta tập chú vào Thánh Linh của Chúa, chúng ta tập chú vào lời của Đức Chúa Trời, đôi khi ông bà chị em đọc nó, chúng ta học nó,
Giống như sáng nay chúng ta có đọc lại câu kinh thánh 2-3 lần, nhưng và người sẵn lòng vâng lời sang được sản vật tốt nhất của đất. Có thể nó thoáng qua, nhưng đọc đến lần thứ 3 có thể nó đã in vào trong tâm trí chúng ta một cái phần nào đó. Rồi sau đó một khoảng thời gian ông bà chị em không có để ý gì cả, nhưng cái từ vâng lời đó nó vang ở trong tâm trí. Và đến một lúc nào đó đối diện với một hoàn cảnh phải chọn lựa giữa vâng lời và không vâng lời, thì ông bà chị em thì có một sức mạnh là gì? Vâng lời. Thì lập tức nước trời hành động ở trong chúng ta, đã hành động chúng ta rồi. Có những lúc chúng ta cầu nguyện, đôi khi ông bà chị em thấy chưa có một gì xảy ra hết, nhưng nếu chúng ta amen, chúng ta tin, chúng ta chấp nhận cái lời đó, thì bắt đầu quyền năng của nước trời bắt đầu hành động ở trong lòng của người tin. Có những lúc chúng ta cầu nguyện chưa có thấy gì xảy ra, nhưng bắt đầu nó đang xảy ra. Trong 2 ngày cầu nguyện ở đây thì một số bà chị em đã tham gia cầu nguyện, thì chúng ta thấy được quyền năng của nước Đức Trời hành động ngay ở tại căn phòng này. Có những người tin Chúa cũng khá lâu, nhưng mà có những cái quyền lực ma quỷ nó vẫn hành động ở trên thân thể của người đó hay là trên tâm trí của người đó. Cho đến khi nước của Đức Chúa Trời vận hành, quyền năng của Thánh Linh vận hành, thì bắt đầu nó lộ ra và nó phải ra khỏi. Một người chị em ở trước đây không biết bị bệnh và nói rằng là bị ung thư tử cung. Và thế là có một bà thầy, bà đến và bà nói rằng là bị ung thư tử cung, bây giờ để cho bà mua cái viên thuốc về mà nó bà làm phép đặt vào thì nó sẽ hết. Nhưng mà đặt vào thì nó không hết, bà càng nay càng bị nhiều hơn. Thì mới đến bà nói bây giờ bà làm bùa cho uống, rồi bà dùng những cái ấn đó, bà ấn, bà đóng vào trong người, đóng trên vai, trên này, trên tay này kia tất cả, để đi đến đâu làm việc đều thành công. Nhưng mà khi đi đến thì không thành công, mà đi đến thì bị người ta đuổi việc. Nhưng mà cái việc mà làm cái ấn đó, đó đóng đó, đó là nó đã đi vào trong cái người đó. Cái sự vận hành của nước trời nó và cái sự vận hành của vương quốc của bóng tối nó cũng bắt chước giống nhau như vậy. Nó một cách rất là âm thầm và nó phá một cách âm thầm ở trong đời sống của chúng ta. Sáng nay thì tôi nói chuyện với lại anh Quốc. Anh Quốc có đây không à? Ủa nãy giờ không thấy. Thì anh Quốc mới nói gì mà? Tuần rồi khi nghe giảng và thì mới biết được rằng là tổ phụ của anh, ông ngoại, ông nội gì đó làm thầy pháp, cho nên thế nào nó cũng đi theo cái dòng dõi. Mà nguyên tắc của cái việc mà làm thầy pháp đó là nó đi theo cái dòng dõi nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu 3-4 đời. Có thể trong con trong cháu sẽ có một đứa để gánh cái hậu quả đó. Và nếu chúng ta không biết thì sao? Nó âm thầm nó sẽ tới. Nó sẽ âm thầm nó tới. Mà tới nó làm gì? Nó phá cái người đó. Nó phá người đó, nó phá gia đình người đó, nó phá hạnh phúc người đó, nó phá con cái người đó, nó phá sức khỏe của người đó, nó phá luôn tất cả những cái công việc làm ăn của người đó. Đó là cái công việc của nước của bóng tối, nó vẫn làm như vậy. Và khi mình nếu cho nó biết nước của Đức Chúa Trời hành động, thì chúng ta có thể lập tức chúng ta dâng cái điều này lên trước mặt Chúa để công bố, bởi sự cứu chuộc của Giê-xu có đủ thẩm quyền để chuộc và phá đi tất cả những quyền lực của tối tăm kia. Thì ngay lúc đó cái thế lực của bóng tối nó được chặt đứt và nó không được phép đi theo Pha-rôi nữa. Mà cái tiến trình nó đi rất là âm thầm anh chị em. Kinh Thánh nói gì? Cái người đó thức và ngủ cũng không thể biết được, không thể thấy được, nhưng mà nó đang hành động không? Nó đang hành động. Tôi từng chia sẻ với bà chị em ở trong Ezechiel đoạn 37 thì có một chủng cái hài cốt khô. Chúa hỏi Ezechiel, ngươi có thấy cái gì? Ezechiel nói rằng tôi thấy một cái chủng hài cốt khô, thiệt là khô. Chúa hỏi nó sống không? Tôi không biết. Dạ con không biết Chúa. Chúa nói bây giờ con hãy nói tiên tri cho nó đi. Nếu chúng ta nhìn vào cái chủng hài cốt, toàn là hài cốt, làm sao chúng ta nói tiên tri được? Nhưng mà Ezechiel đã vâng theo lời của Chúa. Ông bắt đầu ông nói cái lời tiên tri cho cái chủng hài cốt đó. Và Kinh Thánh ghi là gì? Ông đang nói tiên tri thì bắt đầu xương nó nhóm nhau lại, nó khớp lại. Gân nó mọc lên trên cái hài cốt đó. Thịt nó lấp lên và da bọc lại, nhưng chưa có sự sống. Chúa nói hãy tiếp tục nói lời tiên tri cho nó. Và khi nói lời tiên tri, điều kế tiếp là gì? Bắt đầu những cái hài cốt này sống động, trở thành một đầu quân rất lớn.
Sau đó Chúa giải thích cho Ezechiel như thế này: những hài cốt này đó chính là dân Israel. Mặc dù họ đang sống, nhưng mà trong đời sống của họ đã mất hy vọng. Họ nói chúng tôi sẽ bị tuyệt diệt, chúng tôi không còn hy vọng nữa. Chúng tôi tại sao chúng tôi phải ở nơi đồng vắng, chúng tôi tại sao chúng tôi phải bị lưu đày, chúng tôi không còn một cái cơ hội để nó sống nữa. Thật ra họ có nhận được lời hứa của Chúa không? Chúa kêu dân sinh ra khỏi Ai Cập để đi đến đâu ạ? Canaan là nơi đượm sữa và mật, nơi mà Chúa hứa chúng ta là nơi phước hạnh, chứ không phải là nơi mà chúng ta phải chịu đau khổ. Nhưng khi chúng ta lại chọn cái ở trong cái sự đau khổ đó, chúng ta quyết định chọn nó. Nhưng bây giờ giả sử tôi là Israel, tôi nhìn những người này rồi không còn hy vọng, những người lúc nào cũng ăn chơi xa đọa, luôn tuồng bậy bạ, rồi phạm hết tội này đến tội kia, có thể nhìn vào thì nói sao? Không còn hy vọng nữa. Nhưng nếu ngay buổi sáng hôm nay bà chị em tin vào trong quyền năng của Đức Trời, thì ông bà chị em phải có thể amen với Chúa rằng: Chúa ơi, con tiếp nhận nguyên tắc hoạt động của Đức Trời ở trong đời sống của con, và con tin rằng con sẽ trở thành những con người có ích lợi cho mục đích của Đức Trời. Thì lúc bây giờ khi bà em chấp nhận, có nghĩa là nước Đức Trời bắt đầu đang hành động trong ông bà chị em. Những cái sự xúi dục của ma quỷ nó bị loại trừ, nó không thể hoạt động được cho đến khi chúng ta chấp nhận nó vào bên trong, thì nó mới hoạt động trong chúng ta được. Còn khi ta khước từ nó không làm gì được cả. Nước Đức Trời và nước của ma quỷ nó đang hành động song song. Về phương diện nhìn vào, chúng ta thấy giống nhau, nhưng cái kết quả sẽ khác nhau. Nước của Satan hành động là chúng ta sẽ bị trói buộc và làm nô lệ cho nó, khiến chúng ta ngươi không ra người, ngợm không ra ngợm. Nhưng nước Đức Trời thì vận hành sẽ khiến chúng ta vinh quang của Chúa đầy dẫy trên chúng ta. Cho nên chúng ta có một sự chọn lựa. Buổi sáng hôm nay Chúa nói là nước Trời giống như một người kia rải giống xuống đất. Tôi đang vải giống trong bà chị em. Ông bà chị em có đón nhận hạt giống của Chúa hay không là quyền quyết định của bà chị em. Mà tôi tin, tôi cầu nguyện xong, tôi về tôi ngủ, cảm ơn Chúa hạt giống đã gieo rồi, và nó sẽ lớn lên trong bà chị em. Và nếu ông bà chị em cũng tiếp tục dùng hạt giống của Chúa để có thể tiếp tục gieo trồng thì sao ạ? Những người cha người mẹ nên gieo trồng lời hằng sống của Đức Trời cho con cái của mình, để chứ vậy nước của Đức Trời sẽ hành động trong đời sống của nó. Nếu chúng ta cầu nguyện chúc phước cho con của mình, nhưng một mặt chúng ta lại nói nghịch lại với lời chúc phước đó, thì hạt giống nó sẽ phá hủy, nó không kết quả. Giả sử con của mình nó có thể có một gì đó, tuổi bắt đầu đến cái tuổi nó gọi là nó lăng tăng, phải không? Chúng ta bắt đầu nhờ mục sư cầu nguyện cho con của mình, cầu nguyện chúc phước cho con mình xong, nhưng mà chúng ta nói: mục sư ơi, con của em hả, nó quậy lắm. Chúng ta đang làm gì anh chị em? Chúng ta đang phá hạt giống của Chúa. Như vậy buổi sáng hôm nay chúng ta có quyền cầu nguyện cho con của mình không? Chúa không có quyền cầu nguyện cho chồng của mình không? Cho vợ của mình không? Chúng ta cầu nguyện cho nước Trời hành động trong chồng, trong vợ mình, trong con của mình. Amen. Chúng ta cầu nguyện cho nước Trời hành động trong gia đình của mình. Chúng ta cầu nguyện cho nước Trời hành động ở trong công việc của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho nước Trời hành động trên hội thánh của chúng ta, để rồi tất cả những thành viên trong hội thánh, mỗi một người nước Trời hành động và chúng nó trở nên con người hữu ích cho nhà của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không gieo trồng, Satan sẽ gieo trồng. Ông bà chị em chọn cách nào đấy? Tôi nhớ ngày xưa khi bắt đầu có điện thoại, có máy tính, thì khi mà cha mẹ cần cái sự yên tĩnh mà con nó tinh tinh vi lắm, đang lúc bình thường nó không bao giờ nó hỏi mượn điện thoại hay là máy tính đâu, nhưng mà khi có khách thì bắt đầu lại cứ eo 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 eo, nó cứ làm tạo cái này cái kia tiếng động chi phối. Cuối cùng nó thôi: nè, thế đi. Rồi bắt đầu lên và bắt đầu nó trở thành cái gì? Quen. Và nó nghiện. Đây là cái điều phổ biến ngày hôm nay, thưa anh chị em. Rất phổ biến ngày hôm nay. Xin Chúa giúp đỡ đâu rồi chúng ta hãy bắt đầu làm cái công việc này, để trên những đứa con của chúng ta, những người thân của chúng ta, anh chị em của chúng ta, xin nước của Trời hành động ở trong lòng, trong gia đình của chúng con. Chúng ta có thẩm quyền để mà cột trói công việc ma quỷ, không cho phép nó hoạt động ở trong con, trong cháu của chúng ta. Và chúng ta cũng cần cộng tác với Chúa
để có thể phát triển cái công việc đó. Kẻo không, một lúc nào đó chúng ta nhìn thấy, tưởng rằng con của chúng ta rất là yêu mến Chúa, nhưng mà thật sự thì sao? Vương quốc của Satan đang hành động trên đời sống của nó. Hôm nay chúng ta có một cái quy quyền để quyết định một điều rằng chính chúng ta không cho nước của tối tăm hành động trên đời sống của mình, và mở cửa cho nước trời được hành động trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng không cho nước tối tăm hành động trên con của chúng ta, trên gia đình của chúng ta, trên mọi tất cả mọi công việc của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa trao cho tôi và cho em có thẩm quyền như vậy. Chúng ta không chờ đợi cho đến khi gặt thì chúng ta mới nhận ra được đó chính là kẻ thù. Không phải đợi cho đến khi kết thúc thì chúng ta mới thấy đó là cỏ lùng. Nhưng mà chúng ta phải chặn nó từ ban đầu, và hãy tiếp tục tập trung để gieo trồng những điều tốt lành ở trong vương quốc của Chúa. Amen bà chị em. Dạ, cảm ơn Chúa. Bây giờ xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện với Chúa giờ này. Chúng ta cầu nguyện để không cho phép bất cứ một cái sự gieo trồng nào của ma quỷ ở trên chính đời sống của chúng ta. Chúng ta có quyền chọn lựa. Xin Thánh Linh của Chúa ban chúng ta đầy sự khôn ngoan để chúng ta có một cái quyết định chọn lựa. Hallelujah. Anh chị em có thể tự do để cầu nguyện với Chúa giờ này. Hãy nhân danh Chúa Giêsu chúc phước cho tâm trí của chúng ta, chúc phước cho nước của Đức Trời được hành động trên đời sống của con, chúc phước cho công việc làm ăn của chúng con có nước của trời hành động, chúc phước cho mối quan hệ của chúng con có nước của trời hành động, chúc phước cho lời nói của con có nước của Đức Trời hành động. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho người chồng, người vợ yêu dấu của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho con của chúng ta, để các con của chúng ta sẽ được lời của Đức Trời được gieo trồng trên đời sống của chúng nó. Nước Đức Trời có một cái nguyên tắc để hoạt động và có cái quý quyền để hoạt động. Nó sẽ phát triển đêm và ngày, nó cứ nảy mầm và phát triển. Anh chị em có thể không nhìn thấy, nhưng mà nước trời đang hành động. Mời đức tin hãy cầu nguyện ngay giờ phút này. Hãy nói lời chúc phước cho vương quốc của Đức Trời trên anh chị em. Hallelujah. Oh hallelujah. Cảm ơn Chúa của con. Cảm ơn Ngài Chúa ơi. Nhân danh Chúa Jesus chúng con nói lời chúc phước. Con gieo hạt giống nước Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng con, trên tâm trí của chúng con. Phạm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi đáng yêu chuộc, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì chúng con nghĩ tới. Nhân danh Chúa Jesus, mảnh đất này đã từng có những cỏ gai góc và tật lê, nhưng tạ ơn Chúa bởi dòng huyết của Jesus chuộc lại, đó là tâm trí của chúng con trở nên tâm trí sáng láng. Nhân danh Chúa Giêsu con chúc phước cho tâm trí của mọi chúng con đã được cài xới để trở thành một mảnh đất tốt, và nước Đức Chúa Trời hành động trong mảnh đất này, quyền năng của nước Chúa Trời hành động trên mảnh đất này. Cảm ơn Chúa. Anh chị em mời đức tin hãy cùng cầu nguyện cùng với tôi. Nhân danh Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài vì thân thể và tâm trí của con là nơi để được gieo trồng, là nơi để vương quốc của Chúa hành động. Trước đây đã để cho điều xấu hành động, nhưng thông qua giá chuộc của Chúa Giêsu, tâm trí của con, thân thể của con là mảnh đất tốt được gieo trồng lời Chúa. Con xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời tự do hành động trên con để phát triển nước trời trong con với quý quyền Chúa cho. Con cầu nguyện để vương quốc của Chúa cũng hành động trên gia đình con, người thân của con, để tại nơi đó được đầy dẫy lời Chúa. Kẻ thù không được phép quấy rối và hành động, bởi vì hạt giống của lời Chúa đủ lớn, đủ mạnh phá đổ đi những sự gieo trồng của ma quỷ. Con tuyên bố con và nhà con phục sự Đức Giê-hô-va. Con ở trong nhà Chúa, hậu tự con ở trong nhà Chúa, người thân con ở trong nhà Chúa, vinh hiển của Chúa vây phụ chúng con,
và phát triển ở trong chúng con. Con tin và công bố những lời này trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.